Huyện nghiêm cấm, trạm y tế ở Hải Phòng vẫn đòi tiền xét nghiệm F0. Bạn đang xem kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. Nhiều ngày qua, tại các trạm y tế xã của huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng vẫn còn tình trạng cán bộ y tế thu tiền của các F0, F1 khi đến xét nghiệm. Báo Vietnamnet ngày 17 tháng 2 có bài phản ánh về tình trạng trạm y tế xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng không chấp nhận kết quả PCR của cơ sở y tế khác mà bắt F0 phải thực hiện test nhanh tại chỗ 2 lần, thu 200.000 đồng một người. Huyện Vĩnh Bảo đã cấp tốc chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của người liên quan và chấn chỉnh toàn bộ hệ thống y tế xã, thị trấn và yêu cầu không được thu tiền của người dân khi xét nghiệm. Sau nội dung này, nhiều người dân ở huyện Thủy Nguyên đã gọi điện đến đường dây nóng của báo Vietnamnet tiếp tục phản ánh những vi phạm tương tự như tại xã Tân Liên, thản nhiên đòi F0 tiền bồi dưỡng khi test COVID-19. Ngày 21 tháng 2, tại trạm y tế xã Hoa Động, khi một F0 test nhanh tại nhà dương tính đến khai báo y tế thì được thông báo phải mua quay xét nghiệm nhanh, giá 80.000 đồng. Nếu không mua tại trạm y tế thì bệnh nhân phải tự mang test đến. Tuy nhiên, sau khi test xong, người dân phải trả thêm tiền bồi dưỡng cho cán bộ y tế. Trong vai bệnh nhân F0 là công nhân đã tự điều trị hết COVID-19, phóng viên tới trạm y tế xã Hoa Động đề nghị được cấp giấy chứng nhận khỏi bệnh để nộp đơn cho đơn vị làm việc. Đại diện cơ sở này nói rõ, giờ là ngoài giờ, 17:30 nên các em muốn test để lấy kết quả chứng nhận khỏi bệnh thì phải mang test đến hoặc mua test tại đây, giá 80.000 đồng một test. Các chị làm xong, các em phải bồi dưỡng thêm 10, 20 hoặc 50.000 tùy tâm. Phóng viên mua test của trạm là 80.000, thêm 20.000 tiền công, nữ cán bộ trạm y tế xã Hoa Động chấp nhận vì đã nói đó là tùy tâm, phớt lờ chỉ đạo của huyện. Trao đổi với phóng viên Vietnamnet, lãnh đạo phòng y tế huyện Thủy Nguyên cho biết, trước đây đơn vị đã nhận được phản ánh của người dân về việc cán bộ y tế của cơ sở thu tiền của các đối tượng thuộc diện được miễn khi họ đến xét nghiệm. Cụ thể, ngày 17 tháng 2, Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên có văn bản số 70 thông báo rõ kết luận của Chủ tịch huyện Nguyễn Huy Hoàng. Văn bản nêu rõ, huyện Thủy Nguyên đang huy động tối đa nhân lực, vật lực để hỗ trợ tốt nhất cho công tác chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn chỉ đạo các trạm trưởng trạm y tế lưu động tuyệt đối không được thu phí test COVID-19 của người dân, không mua bán kit xét nghiệm COVID-19. Nếu để xảy ra tình trạng vi phạm, trưởng trạm y tế và chủ tịch xã, thị trấn phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Như vậy, mặc dù đã có chỉ đạo rất rõ và quy trách nhiệm cụ thể cho người đứng đầu các đơn vị, nhưng các trạm y tế xã ở huyện Thủy Nguyên vẫn phớt lờ, tiếp tục thu tiền người đến xét nghiệm.